Thưa quý vị, năm 2023, cả nước có trên 1.022.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, chỉ 546.686 em trúng tuyển đại học nhập học. Tỷ lệ nhập học dự thi là 53,12%. Con số này tăng so với năm 2022, khi có 1.011.589 số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ nhập học trên số thí sinh dự thi là 51,35%. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, trong quá trình xét tuyển vẫn còn một số vấn đề sai sót ưu tiên của thí sinh, cụ thể là ưu tiên khu vực và đối tượng. Nguyên nhân dẫn đến sai sót là do thí sinh khai sai thông tin, điểm tiếp nhận rà soát chưa ký, thí sinh không đăng ký xét tuyển đúng thời gian quy định, thí sinh chọn không đúng nguồn dữ liệu xét tuyển hay không đăng ký xét tuyển đúng thời gian quy định. Trong khi đó, các trường đại học sử dụng quá nhiều phương thức xét tuyển. Điều này gây nhiễu thông tin. Mặt khác, nhiều phương thức xét tuyển không có hoặc có rất ít thí sinh đăng ký xét tuyển nên kém hiệu quả.